Đầu tiên thì mình sẽ vẽ một hình chữ nhật với chiều dài là 17cm và chiều rộng là 14cm và vẽ hình này theo chiều ngang. Sau đó thì mình sẽ nới rộng hình này dài thêm 5cm hướng lên phía trên giống như trong video. Lý do mà mình vẽ phần phía trên đó chính là cái phần mái nhà của cái ngôi nhà này nha. Hôm nay mình định làm một em squishy hình ngôi nhà nhưng mà mình muốn nó có nhiều màu sắc hơn nên mình đã làm một cái em cửa hàng bán kẹo. Mình chọn tô cho cái ngôi nhà này những màu sắc giống như trong video. Và nếu bạn nào hỏi mình tô màu gì thì mình tô màu nước nha các bạn. Màu khô rồi thì mình sẽ dùng keo để dán lên. Và không quên là phải dùng kéo để cắt em này ra. Mình cần thêm một hình tương tự như vậy nhưng mà mình chỉ vẽ thêm phần mái nhà và phần tường thôi, chứ không có trang trí những cái hình giống như mặt trước. Sau đó thì mình dùng tay để gấp cái phần mái nhà phía trên xuống. Làm như vậy thì khi dán nó sẽ được định hình hơn và dễ hơn. Tiếp theo thì mình cần vẽ hai bên hông nhà. Mình vẽ một hình chữ nhật với chiều dài là 14cm và chiều rộng là 8cm. Rồi mình đánh dấu ở tâm của cạnh phía trên là 4cm và từ tâm mình kẻ một đường thẳng vuông góc hướng lên phía trên với chiều dài là 3.2cm. Sau đó thì mình sẽ nối các cạnh lại để tạo ra một hình tam giác giống như trong video. Hồi nãy mình tô ngôi nhà màu gì thì hai bên hông nhà mình cũng tô màu đó luôn. Mình cũng dán keo và dùng keo để cắt ra. Bây giờ mình sẽ lấy mặt trước và mặt sau của ngôi nhà ra. Mình bắt đầu dán hai cái bên hông nhà này với mặt trước của ngôi nhà. Và bước đầu tiên là mình sẽ cố định hai cạnh hai bên lại. Dán xong thì mình sẽ dùng tay để gấp tại những nơi mà mình vừa mới cố định nó lại. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ cố định mái nhà lại luôn. Bây giờ mình đã có được một nửa của ngôi nhà, mình chỉ cần lấy cái mảnh ghép còn lại, dán theo cách tương tự là chúng ta có một cái ngôi nhà gần như là hoàn chỉnh. Bây giờ chỉ còn một khoảng trống phía dưới, mình sẽ cho bông vào, số lượng bông mình cho trong video chỉ là tượng trưng thôi và bạn cần phải cho nhiều hơn. Sau cùng mình cần một hình chữ nhật cũng được tô một màu xanh tương tự. Dán keo và cắt ra, vẽ với chiều dài là 17cm và chiều rộng là 8cm để dán lên là chúng ta hoàn thành. Ta-da! Vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách làm một em squishy hình ngôi nhà mà cụ thể là một cái cửa hàng bán kẹo như thế này. Em này nếu mà nói về các yêu cầu ban đầu thì là các bạn yêu cầu mình làm ngôi nhà thôi. Nhưng mà mình thấy ngôi nhà thì nó cũng không có gì là đặc biệt hết. Mình muốn làm một cái gì đó nó nhiều màu sắc hơn nên mình đã làm cái cửa hàng bán kẹo này. Và mình hy vọng là các bạn vẫn sẽ thích nó. Và mình nghĩ là cũng có bạn thắc mắc tại sao mình lại làm ngôi nhà này to đến như vậy đúng không? Tại vì gần đây cũng có bạn yêu cầu mình làm các em squishy khổng lồ nhưng mà mình chưa có làm được nên mình sẽ làm cái em này khá to một chút để bóp cho nó đã. Tuy là nó vẫn chưa có khổng lồ đâu nhưng mà hy vọng là các bạn đó vẫn sẽ thích ha. Còn nếu mà nói về ưu điểm của em này thì mình nghĩ là bạn nào cũng đã biết rồi ha. Toàn là đường thẳng không à, khi mà dán nó rất là dễ luôn. Và đo đếm thì nó cũng không có gì phức tạp hết. Nói về ý tưởng sáng tạo thì các bạn có thể sáng tạo nhiều cái cửa hàng khác. Nếu như các bạn không thích cửa hàng này thì các bạn sẽ làm cửa hàng bán kem hay là cửa hàng bán bánh mì. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm một em squishy hình cây kẹo mút rất là liên quan luôn. Để làm em này thì đầu tiên mình cần mở rộng canva ra là 5cm để vẽ một hình tròn. Mình sẽ vẽ những cái đường cong đi từ tâm ra giống như trong video để chia cái hình này ra là 14 phần. Những phần này thì không cần phải đều nhau đâu, chỉ cần tương đối là được rồi. Khi có 14 phần thì mình sẽ tô 7 phần là màu đỏ, những phần còn lại thì mình để màu trắng. Và mình sẽ tô xen kẽ nhau giống như trong video, màu khô thì mình dùng keo để dán lên. Và dùng kéo để cắt em này ra. Mình sẽ làm thêm một hình tương tự như vậy cho mặt phía sau của viên kẹo này nha. Tiếp theo thì mình còn một hình chữ nhật được để màu trắng và với chiều dài không nhất định, chiều rộng là 2cm. Chiều dài không nhất định là để mình dán xung quanh cái em này miễn sao nó đủ là được. Nếu mà không có đủ giấy thì các bạn có thể nối thêm.
Và đây là sau khi mình đã dán em này hết một vòng cái mặt trước của viên kẹo. Mình chỉ cần cho bông vào, lượng bông mình cho trong video chỉ là tượng trưng thôi nha, các bạn không phải cho nhiều hơn. Bây giờ mình dán mặt sau lên là hoàn thành. Làm đến đây là chúng ta đã có một cái viên kẹo ngậm, nhưng mà mình được các bạn yêu cầu là một em kẹo mút nên mình đã đục một cái lỗ giống như trong video. Tiếp theo thì mình cần một cái que bên dưới cho cái cây kẹo này. Và mình có một cái cây viết bi, mình đã dài hết mực rồi, mình thấy có thể xài được. Mình cắt đi cái phần đầu giống như trong video. Vậy là mình vừa có phần que phía dưới mà mình vừa có thể tái chế lại cái viết bi này. Sau cùng mình sẽ cố định em này lại bằng keo nến ha. Ta-da, vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách làm một em squishy hình cây kẹo mút rất là dễ thương. Nếu mà nói về kẹo mút thì mình nghĩ có hai loại cơ bản, một là như thế này, hai là cái phần kẹo mút hình tròn, hình cầu được người ta bọc một cái lớp kiến bên ngoài. Ban đầu thì mình tính làm cái em kẹo kia tại vì mình nghĩ nó sẽ dễ làm hơn, nhưng mà không có cái phần lõi bên trong là hình cầu thì mình chỉ toàn là bông thôi. Mình bọc giấy như vậy thì nó không có ra hình gì hết, rất là ghê. Nếu như các bạn không thích cái màu này thì các bạn có thể tô em này bằng một cái màu khác. Và cái phần que ở phía dưới thì các bạn có loại que nào các bạn cũng có thể sử dụng được hết, miễn các bạn thấy đẹp là được ha. Còn bây giờ nếu thích video, các bạn đừng quên để lại một like, share cho video và subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Cảm ơn và bye bye.